Thưa quý vị, phát triển bền vững gắn với 3 yếu tố môi trường, xã hội, quản trị ESG là một xu thế tất yếu. Trong đó, yếu tố quản trị công ty đặc biệt được coi trọng khi thị trường chứng kiến những công ty có nền tảng quản trị tốt đang lấy lại đà phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp niêm yết, hiện chỉ có 20% doanh nghiệp công bố các báo cáo về ESG. Nếu vấn đề này được quan tâm, cải thiện nhiều hơn, một số điểm nghẽn hiện nay sẽ được khơi thông, tiếp sức cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức. Theo kết quả từ kỳ đánh giá thẻ điểm quản trị công ty ASEAN ACGS 2021, điểm quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam đã ghi nhận cải thiện từng bước, trung vị đạt điểm từ mức 23,7% năm 2012 lên mức 45,4% năm 2021. Tuy nhiên vẫn có phân hóa lớn về điểm quản trị công ty trong nhóm các công ty dẫn đầu. Những năm gần đây thì có được một cái thuận lợi hơn, đó là chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và những cái đối tác thì cũng bắt đầu nói nhiều về ESG, và chính những cái điều đó nó cũng tạo ra cho mình một cái áp lực, một cái thôi thúc để làm tốt hơn. Hiện nay chúng ta mới bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên của việc thực hành, dẫn đến cái việc là số lượng các công ty áp dụng chưa nhiều. Tính theo con số thống kê thì khoảng 20% các doanh nghiệp niêm yết là công bố báo cáo phát triển bền vững mà thôi. Trong một thế giới nhiều thách thức và biến động liên tục như hiện nay, sự thích ứng thay đổi của các nhà lãnh đạo trong tư duy và hành động được coi là yếu tố then chốt cho một nền tảng quản trị công ty minh bạch, hiệu quả và bền vững, vượt lên trên cả sự tuân thủ. Chắc chắn nó sẽ cho doanh nghiệp một cơ hội để có thể đi nhanh hơn, hoặc ngược lại là từ từ ra khỏi chuỗi cung ứng và cho khỏi chuỗi cái giá trị của những cái sản phẩm lớn. Và chúng tôi cũng hy vọng là nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ thay đổi, là họ sẽ chỉ đầu tư vào những cái cổ phiếu mà của các doanh nghiệp mà có cái quản trị gắn với cả ESG. Chúng tôi cũng đã có ý thức đưa những cái nội dung liên quan đến những cái chuẩn mực cơ bản về quản trị công ty áp dụng cho công ty cổ phần không niêm yết vào trong luật doanh nghiệp, và đó cũng là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để cho các cái doanh nghiệp nói chung, không phải là chỉ những cái doanh nghiệp niêm yết, nhận thức và tiệm cận dần với những cái chuẩn mực cao hơn của quản trị công ty. Nhà nước ấy có thể cần một cái sự giám sát, và theo tôi là nó thường xuyên hơn, có thể đâu đó nó chặt chẽ hơn, nhưng cái giám sát đấy không phải là tất cả. Mà cái mà tôi rất mong muốn ở đây mà chúng ta phải chia sẻ, cái sự giám sát hiệu quả nhất là của xã hội, của nhà đầu tư, của những người mà sắp tới mua cổ phiếu của công ty, thì cái đấy mới là cái công cụ hiệu quả để thúc đẩy cái quản trị tốt. Nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo kiến thức chuyên sâu dành cho thành viên hội đồng quản trị và các chương trình đối thoại chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác gia tăng giá trị dành cho thành viên mạng lưới các thành viên hội đồng quản trị sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới, góp phần giúp doanh nghiệp cải thiện niềm tin nhà đầu tư và giúp Việt Nam nâng hạng thị trường thành công.